trứng cá nè, mụn viêm nè, mụn sưng nè, mặt còn ẩm ẩm, và mình sẽ dùng cái này để mình chấm lên những cái vùng mụn đang sưng tấy. Cái sản phẩm Neutrogen này Hằng đã dùng của nó chắc cũng phải từ cái lúc mà dậy thì á. Mà thường á, chúng ta nổi mụn á thì trong cái độ tuổi dậy thì nè, hoặc là thay đổi nội tiết tố nè, hoặc là cơ thể quá nóng nè, nó sẽ gây ra những cái tình trạng mụn. Cái sản phẩm này á, là được đánh giá ổn nhất, ok nhất, nó dịu nhẹ với cái làn da của mình và nó điều trị, nói chung là nó cũng giảm cái tình trạng mụn khá là ổn ha. Mắt của nó rất là lý tưởng luôn, 5.5-6 thôi, có nghĩa là rất là cân bằng ha. Mọi người có sự rửa mặt mà chiếm 2% thì nó cũng gọi là khá là nhiều rồi. Nếu mọi người rửa không sạch cái lớp xà bông á, nó còn đọng lại những cái xà bông như thế này, nó còn gây bít lỗ chân lông và nó còn nổi mụn nhiều hơn. Được bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên dùng luôn. Cái này cũng được bác sĩ chuyên gia khoa liễu khuyên dùng ha, của bên Mỹ á. Nhưng mà Hằng nghĩ là bị mụn á mà uống thuốc á, nó cũng đó nha mọi người. Rửa mặt thật là sạch rồi hãy bôi những cái kem trị mụn này lên. Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hustle US, sàn sách tay Mỹ. Hôm nay Hằng muốn giới thiệu cho tất cả các bạn một cái sản phẩm chuyên điều trị mụn ha. Thì mụn á là một cái vấn đề gọi là rất là nhức nhối, tại vì nó liên quan trực tiếp tới cái nhan sắc, cái mặt tiền của mình mà. Thì hôm nay Hằng sẽ giới thiệu cái sản phẩm gọi là sữa rửa mặt và cái kem trị mụn đến từ thương hiệu của Mỹ ha, Neutrogen. Thì đó là sản phẩm nào và chi tiết như thế nào thì mọi người đó xem hết cái video này nha. Đây, cái sản phẩm hôm nay Hằng muốn giới thiệu cho mọi người đó là cái sữa rửa mặt Oil Free Acne Wash và cái kem chấm mụn On The Spot Acne Treatment của đến từ hãng Neutrogen ha. Cái hãng này nè, Neutrogen, không biết Hằng đọc đúng hay không, thì Hằng đọc là Neutrogena hay là Neutrogen hay là Neutrogena gì đó. Nhưng mọi người có thể search cái thương hiệu này. Cái thương hiệu này nó có mặt ở trên thị trường Mỹ chắc cũng phải từ rất là lâu rồi. Nó là cái thương hiệu đến từ cái hãng mà Johnson & Johnson của Mỹ á. Đó, thì cái sản phẩm Neutrogen này Hằng đã dùng của nó chắc cũng phải từ cái lúc mà gọi là dậy thì á mọi người ha. Thì thường á, chúng ta nổi mụn á thì trong cái độ tuổi dậy thì nè, hoặc là thay đổi nội tiết tố nè, hoặc là cơ thể quá nóng nè, nó sẽ gây ra những cái tình trạng mụn. Và nhất là những các bạn mà mình rửa mặt, mình nói chung là vệ sinh cái vùng mặt của mình không có sạch á, nó rất là dễ nổi mụn mọi người ha. Nếu mà mình dùng kem hay sữa rửa mặt mà không sạch, không đúng cách á, thì nó cũng rất là dễ nổi mụn luôn. Thì hôm nay Hằng sẽ giới thiệu cái loại này. Sữa rửa mặt điều trị mụn thì trên thị trường rất là nhiều mọi người, rất là nhiều luôn á. Nhưng mà Hằng thấy cái sản phẩm này á, là được đánh giá ổn nhất, ok nhất, nó dịu nhẹ với cái làn da của mình và nó điều trị, nói chung là nó cũng giảm cái tình trạng mụn khá là ổn ha. Thì Hằng sẽ test thử cái độ pH cho mọi người, tại vì một số bạn nói là không có muốn dùng cái sản phẩm sữa rửa mặt nào mà gây gọi là gì là căng rít da sau khi rửa mặt đó, có những cái tình trạng đó, tại vì cái độ pH của cái sản phẩm đó nó không có đúng, nhiều khi là nó cao quá hoặc là nó nhỏ quá. Thì hôm nay Hằng sẽ test thử coi nếu mà cái độ pH của nó đúng là cân bằng á, có nghĩa là 5.5-6 á, thì nó rất là ok cho cái da của mình ha. Đây, vẫn là cái bảng test cái giấy giấy quỳ test cái độ pH đây. Hằng sẽ lấy ra một cái ha. Rồi, để cái này qua một bên. Hằng test cái chai này trước. Hằng sẽ lấy mở cái nắp chai ra. Hằng quệt thử một miếng. Đó, Hằng quệt là hang. Rồi, đóng nắp chai lại. Rồi, đây mọi người. Đó, sau khi Hằng quệt nó sẽ đổi màu như thế này nè mọi người ha. Đó, nó sẽ đổi màu. Thì Hằng đợi vài giây nữa coi là nó sẽ đổi qua cái màu gì và độ pH nó có trung bình hay không. Đây, độ pH mà 5-6 tốt nhất là 5 và 6. Mọi người thấy là cái hình màu cam như thế này ha mọi người ha. Đó, và cái vùng giấy của mình nó cũng đã, đó mọi người cũng thấy ha, cái độ pH của nó rất là lý tưởng luôn, 5.5-6 thôi, có nghĩa là rất là cân bằng ha mọi người ha. Đó, mọi người có thể so sánh đây nè. Đó, nên mọi người đừng có sợ là cái sản phẩm mà sữa rửa mặt của Neutrogen này nó gây bí da hay là rít da hay là sao đó ha. Hằng đã test rồi, độ pH của nó rất là cân bằng, rất là hiệu quả luôn. Ở đây nó có cái thành phần là 2% salicylic acid. Đó, thành phần nó ghi đằng sau cái chai nè. Cái thành phần mà salicylic acid này là một trong những cái thành phần chính để mà điều trị mụn, ngăn ngừa và điều trị mụn mọi người ha. Rất là tốt, 2% lận. Đó, trong một cái sữa rửa mặt mà chiếm 2% thì nó cũng gọi là khá là nhiều rồi ha. Cái loại này là dạng gel, mọi người có thể ấn rồi rửa mặt, tạo bọt,
tạo bọt nhiều lên rồi rửa mặt rất là nhẹ nhàng. Và chủ yếu là mọi người phải rửa mặt thật là sạch nha mọi người. Còn nếu mà ai mà rửa qua loa quá, mụn nó không hết mà còn nổi mụn thêm, mình phải rửa thật sạch, sạch sâu. Mỗi lần rửa mặt cũng phải 2-3 phút nha mọi người, chứ không phải rửa sạch cái là xong đâu, nó không ăn thua. Phải rửa thật là sạch nè, để loại bỏ những cái sợi bã nhờn nè, những cái vi khuẩn bít lỗ chân lông nè. Rồi sau đó mình phải rửa lại nước vài lần, nhiều lần để cho nó hết sạch cái lớp cái xà bông của cái này. Nếu mọi người rửa không sạch cái lớp xà bông á, nó còn đọng lại những cái xà bông như thế này, nó còn gây bít lỗ chân lông và nó còn nổi mụn nhiều hơn. Đó, có nhiều bạn nói tại sao mình dùng cái này rồi vẫn còn nổi mụn. Đó, tại vì các bạn rửa không có sạch hết mọi người ha. Phải rửa mặt thật là sạch nha mọi người. Rồi sau khi mình rửa mặt sạch sẽ xong xuôi hết rồi, da mặt còn ẩm ẩm, và mình sẽ dùng cái này để mình chấm lên những cái vùng mụn đang sưng tấy, mụn trứng cá nè, mụn trứng cá nè, mụn viêm nè, mụn sưng nè. Đó, thì mình sử dụng cái loại này ha. Cái tuýp này là cái tuýp kem trị mụn On The Spot của hãng Neutrogena nè mọi người ha. Đó, cái này cũng được bác sĩ chuyên khoa da liễu khuyên dùng luôn. Cái này cũng được bác sĩ chuyên gia khoa liễu khuyên dùng ha, của bên Mỹ á. Nếu mà đi khám mụn á, ở bên Mỹ nó sẽ cho những cái sản phẩm như thế này. Hà sẽ mở ra cho mọi người xem cái tuýp bên trong như thế nào ha. Đây, bên trong thì nó không có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nào hết. Hướng dẫn sử dụng thì nó đã ghi hết ở bên ngoài đây rồi ha. Đây, và cái tuýp kem như thế này. Đó, tuýp kem trị mụn ha. Tuýp này là 21g ha mọi người, 21g, nhỏ nhỏ thôi. Tại vì thực ra là không cần phải bôi nhiều đâu. Cái này là On The Spot Acne Treatment của hãng Neutrogena. Thành phần chính của nó sẽ là benzoyl peroxide ha. Đó, cái thành phần chính nó sẽ ghi ở đây nè mọi người, dưới cái chữ này nè. Cái thành phần này á, là một trong những cái thành phần mà chuyên điều trị mụn viêm á, trị vi khuẩn rồi vi trên bề mặt da. Mụn viêm nó sẽ thẩm thấu trong những cái tầng lớp da của mình để nó chống viêm da cho mình ha. Đó, cái sản phẩm này cũng dễ dùng thôi mọi người, không có khó dùng đâu. Chỉ cần rửa mặt thật là sạch và chấm một cái lượng nhỏ kem lên cái vùng mụn thôi là ok rồi ha mọi người ha. Đó, rất là hiệu quả luôn. Nếu mà đi khám bác sĩ da liễu thì thằng nghĩ là họ sẽ kê những cái loại như thế này, sữa rửa mặt nè, kem trị mụn nè. Còn nếu mà bị nặng hơn thì có thể sử dụng thuốc, nhưng mà thằng nghĩ là bị mụn á mà uống thuốc á, nó cũng không biết nữa, cũng không hết. Tại vì hồi đó mặt thằng mụn nhiều lắm mọi người. Hồi đại học á, bị thay đổi nội tiết tố á, mụn kinh khủng mụn luôn. Biết được nguyên nhân đó là mình rửa mặt không sạch, dơ không rửa mặt sạch rồi mọi người. Bôi biết bao nhiêu loại kem vô, uống biết bao nhiêu thuốc, tốn rất là nhiều tiền luôn, vẫn không hết mụn ha mọi người ha, vẫn không hết mụn. Sau khi hả biết được là hả nguyên nhân chính của mình nó không bao giờ hết mụn được á, mặc dù mình uống nước, mình thải độc, mình uống nước rất là nhiều, cơ thể đã mát rồi nhưng vẫn nổi mụn, thì đó là nguyên nhân chính, đó là mặt quá dơ. Một ngày ha rửa mặt có một lần mà con không thèm tẩy trang nữa. Đó, đâm ra là bít lỗ chân lông, thế là rửa mặt không sạch, bôi mấy cái này lên không có tác dụng gì hết. Nhớ nha mọi người, rửa mặt thật là sạch rồi hãy bôi những cái kem trị mụn này lên thì nó mới hiệu quả ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của Hằng ngày hôm nay. Nếu mọi người cần Hằng tư vấn về cái vấn đề mà điều trị mụn á thì hãy để lại bình luận trong cái video này nha. Hằng sẽ tư vấn cho mọi người, tại vì Hằng là một trong những người đã trải qua cái thời kỳ kinh hoàng đó là mụn đầy hết khuôn mặt, nhưng bây giờ mặt Hằng đã trộm vía, đã lá ngon như thế này. Đó, thì nó sẽ có một cái bí quyết, thì mọi người nhớ để lại bình luận, Hằng sẽ chỉ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hằng. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều clip review những sản phẩm mới nha.